mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dùng cho hết. A Di Đà Phật, thưa sư phụ, chúng con là Phật giáo đồ Hoa Nghiêm Quang từ xa đến. Cô bên cạnh con là cô A, nói tiếng Hoa không có rành nên con thay cô ấy hỏi giùm. Cô A nói mình bị bệnh đau bao tử, đã uống thuốc chữa trị nhiều rồi mà không có thấy hiệu quả, nhưng cô không hề lãng phí thực phẩm gì cả. Xin sư phụ từ bi chỉ giáo cho. Hòa thượng nhìn cô Phật tử ở xa mới đến rồi nói: con không lãng phí lương thực thì rất tốt, nhưng con lại lãng phí giấy. Lúc con viết gì, chỉ cần cảm thấy câu ấy không vừa lòng hay chữ ghi không đẹp là dò nát tờ giấy, quăng ngay vào sọt rác. Còn nữa, khi dùng bữa, con đã lãng phí khăn giấy rất nhiều. Ăn một bữa cơm, dùng một cái khăn giấy đủ rồi. Nhưng con thì mỗi lần lau miệng hay tay thì mới vừa dùng một cái xong, lại thay mới liên tục, rất lãng phí. Phải xài vật cho bằng hết, không được lãng phí. Nếu như con biết mình sai, thì nên sửa, bỏ tập quán xấu này đi, thì bệnh bao tử sẽ lành. Cô A gật đầu, tỏ ý sẽ làm theo. Ha ha ha, 问什么的说